Sáng ngày 14 tháng 10, đại diện nhà thầu chính dự án cầu Mỹ Thuận 2 cho biết đã hoàn thiện kết cấu cầu và sẵn sàng cho lễ hợp long diễn ra vào chiều nay. Theo đó, những mét bê tông cốt thép cuối cùng nối đôi nhịp cầu Mỹ Thuận 2 thuộc gói thầu XL03B đã được các kỹ sư công nhân hoàn thiện. Ông Phan Văn Quân, chỉ huy trưởng nhà thầu Trung Nam ENC tại dự án cầu Mỹ Thuận 2 cho biết, quá trình thi công đỉnh tháp trụ cầu chính T16 cao 125m rất nguy hiểm và khó khăn khi xây dựng trên cao trong thời tiết mưa gió và sấm sét. Nhưng bằng kinh nghiệm và năng lực, nhà thầu đã kịp tiến độ chung, đáp ứng mọi tiêu chí kỹ thuật an toàn. Cầu Mỹ Thuận 2 là cây cầu dây văng lớn nhất, hoàn toàn do nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công. Cầu Mỹ Thuận 2 có tổng mức đầu tư là hơn 5.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Toàn dự án cầu Mỹ Thuận 2 bao gồm đường dẫn có tổng chiều dài 6,61 km. Cầu Mỹ Thuận 2 là dự án hạ tầng chiến lược kết nối hai vùng kinh tế lớn của khu vực là Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, giúp rút ngắn thời gian di chuyển thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ từ 4 giờ hiện nay xuống còn khoảng 2 giờ.